Junior Cái, số danh 24, chủ nuôi Lê Quốc Việt, số danh 25, chủ nuôi Đặng Đức Thọ, số danh 26, chủ nuôi Nguyễn Văn Minh, số danh 27, chủ nuôi Bùi Văn Tiềm, số danh 28, chủ nuôi Nguyễn Xuân Trường, và số danh 29, chủ nuôi Phạm Minh Phúc. Đó có cho cái phần thi Junior Cái. Phần thi của cho cái số 24. Hai tư, hai sáu, hai tám, hai chín. Gần nó thôi, đừng gọi nó nhiều. Đi gọi gần nó nào. Đây anh này, số danh như kéo số 27. Dừng chưa, giám khảo bảo dừng. Con chó số 24 được đánh giá là xuất sắc ở vị trí số 1. Giám khảo đánh giá con số 26 này là con đứng thứ 2 ở hạng này ạ. Hết sừng. Con chó được đánh giá chất lượng tuyệt vời, đứng thứ 2, số 26. Con số 26 được giám khảo đánh giá là xuất sắc ở vị trí số 2. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hạng thi Junior. Còn xuất sắc nhất là con số có danh 24. Chưa, tí nữa còn tranh CSC nữa mà. À mà xong rồi thì cứ cho nó ra nghỉ đi, không nắng.